thưa quý vị, những ngày qua tại 4 chốt kiểm soát giáp ranh với các tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hàng ngàn giáo viên, học sinh, người đi cùng đã trở về thành phố. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, y tế, giáo dục, tình nguyện viên đã giúp việc đón giáo viên, học sinh được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn phòng dịch. Tại chốt kiểm soát C1 Tạ Quang Bửu, nơi đón hơn 4.000 giáo viên, học sinh từ các tỉnh phía Bắc về thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông túc trực 24/24 giờ để điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện đi vào đúng khu vực để tiến hành các quy trình, thủ tục cần thiết trước khi vào lại thành phố. Lực lượng cảnh sát thông công an quận Liên Chiểu đã tiến hành cổ sát tình hình rồi phân luồng giao thông, dừng kiểm tra các phương tiện là phụ huynh, học sinh để hướng dẫn người ta đi vào cái đường ngang để thực hiện cái việc về test Covid, khai báo y tế để thực hiện đúng theo quy định. Còn cái việc mà hướng dẫn điều hòa giao thông trên chốt toàn bửu thì vẫn thực hiện bình thường. Để chống ùn tắc và đảm bảo giãn cách, các chốt đều bố trí khu vực riêng, dựng nhà tạm tiếp nhận giáo viên, học sinh. Bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông, các tình nguyện viên, lực lượng y tế, giáo dục hỗ trợ đối chiếu danh sách, hướng dẫn khai báo y tế. Trước hết thì có các bạn thanh niên, dân quân hỗ trợ cho mình việc khai báo y tế. Và xong khai báo y tế thì cho một cái mã để qua làm xét nghiệm. Làm xét nghiệm xong thì mình hướng dẫn mọi người chờ trong vòng 20 phút, viết cái cam kết và cho họ kết quả xét nghiệm để họ về. Chúng tôi bố trí 3 ca. Và mỗi ca chúng tôi thì các ca ngày thì chúng tôi bố trí 6 nhân viên. Cho nên 4 nhân viên y tế là trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm. Còn lại lực lượng giáo viên tình nguyện thì khai báo y tế, quy nhập thông tin. Ca tối từ 10 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Để trong trường hợp mà các giáo viên, học sinh, người nhà đi kèm. Mà nếu mà họ có trục trặc về thời gian, họ đi về khuya thì vẫn có người được đón tiếp. Dự kiến có hơn 17.000 giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, người hỗ trợ đi cùng thuộc 46 tỉnh thành phố không ở trong vùng dịch tự túc phương tiện đường bộ để trở về Đà Nẵng từ ngày 29 tháng 9 đến hết ngày 6 tháng 10. Bên cạnh công tác phối hợp tiếp nhận tại các chốt kiểm soát, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên sau khi vào thành phố đến nơi cư trú phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19. Thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà 14 ngày.